Hai các bạn thì bây giờ là mình đang ở nhà nội mình, thì hôm nay là gia đình có một cái ngày rất là đặc biệt. Tại vì cái chuyện là như vậy, thì ông nội mình á, ngày xưa là thường thường rằm tháng 7 ông nội thường hay là phát quà từ thiện cho những người nghèo. Thì bây giờ ông nội mất rồi, thì trong gia đình cô chú và các anh chị cũng muốn tiếp nối theo cái điều đó để ông nội vui sướng và được vui vẻ. Thì ngày hôm nay á, gia đình cũng có làm một cái cuộc từ thiện đó để cho phát quà cho tất cả mọi người. Thì và bây giờ mình muốn quay cho tất cả mọi người xem cái khung cảnh mà cái phát quà ngày hôm nay nha. Đó, đây là những cô chú trong gia đình mình nè. Đó, này toàn là cô chú trong gia đình. Bà nội đang ngồi kìa. Bà nội đang ngồi kìa. Nội khỏe không nội? Nó ngồi cầm bao thứ hả lại? Bà ác kia câu mà thôi. Mệt hả? Nè coi nè, con ngồi che dù cho nội thương không? Ngồi che dù cho nội nè. Cao cả lắm, nhiệm vụ cao cả lắm chứ bộ. Nó sẽ cái vô nè. Thèm không? Ra ra mình đá mà quá quý. Thấy không, mấy bạn thấy mình giống bà nội không? Có thấy ngầm giống bà nội. Mấy bạn con trên mạng nói là trời, bà nội giống chú Bình giống bà nội. À mấy bạn đã biết chú Bình á. À biết chứ. Dạ. Dạ mới đầu mới thấy nhà đó. Hả? Dạ được phải. Rồi đã nào đi ra, bỏ gạo lên, bỏ gạo lên. Con để cho bà vô làm luôn đi. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Vô đi chú ơi. Cảm ơn bà. Đây mỗi người vô mỗi thời gian khác nhau, nên thí dụ như có lúc phát quà một lượt luôn, còn có lúc vài ba người đâu ba người tới, tại vì không có một cái thời gian nhất định nào. Có nhưng mà có khi người ta bận rồi đó, mình nói tới giờ đó nhưng mà có khi người ta bận, người ta tới không được, có người tới sớm, có người tới trễ. Đó, mọi người đang lấy quà về đó mọi người. Cảm ơn bà. Bị tai biến hả? Dạ. Dạ, bà đi từ từ thôi nha. Xe bà đâu? Xe bà đâu, đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Rồi, cái ông kia, ông trung tâm kia. Nằm dưới á. Bỏ luôn ra ngoài xe để mà gãy đi.
Nổi không? Sao mà nổi được? Dạ, rồi, bà. Miếng tôm bà xếp hàng vô nha. Bà xếp hàng vô con kia. Xe đâu? Qua đây nắm cho mình. Bà nhận tiền cảm ơn bà cái không? Bị bán là lúa. Nghe không cung? Nổi có bao rồi cho con không? Mấy đứa nhỏ mà nhận tiền là cảm ơn bà cái nha. Một phiếu. Rồi tập em nhớ quen rồi. Đó, bà nội là ngồi là thượng tọa ở đây để phát bao thư cho mọi người. Một phiếu. Từ mẹ nha. Con có phiếu không? À, con đi theo đi cho bà đúng không? Rồi, con tin cho bà. Quay hết cái này. Con tin cho bà. Rồi, bà qua kia lấy cái phong bì bà ơi. Qua bên kia lấy tiền nha. Đây là đồ thôi, qua bên kia lấy tiền. Rồi. Đi ra phụ rinh đồ ra cho mấy bà, tại vì nhiều bà cũng rất là già với lại yếu đồ này kia, xích xác trong nổi thì mấy con mấy cháu trong gia đình phụ ra bỏ lên cho người ta. Giỏi. Giỏi gì? Không về. Bà. Các bạn, mấy cô chú này nè. Đây, bảo. Lại phụ chỉ bỏ lên cái kìa bà. Trời ơi, bị lủng lủng bịch gạo rồi nè. À, khỏe không? Đi xe đạp điện khỏe không? Đó thì cũng muốn quay cho tất cả mọi người xem cái hoạt động của gia đình như thế nào. Thì cũng thú thiệt với các bạn là cái hoạt động này là của tất cả các cô chú làm. Ngọc thì không có cái gì trong này hết. Tại vì hồi bữa là Ngọc đã xuống dưới Bến Tre, Ngọc có làm một chút gì đó rồi. Nên tiền thì mình có giới hạn, chứ không phải là dư giả gì nhiều rồi kia làm tùm lum. Thì đây là tấm lòng của tất cả các cô chú ở trong gia đình muốn nối bước theo để làm cho ông nội vui. Mặc dù ông nội đã mất rồi nhưng mà vẫn muốn giúp cho một cái phần nào đó để cho dưới số vàng ông nội có thể cảm nhận được, ông nội có thể vui được. Thì đây là tấm lòng của tất cả các cô chú trong nhà. Nói cho các bạn rõ, đừng có nghi ngờ là thật sự là Ngọc không có một cái một cái sự đóng góp gì trong cái từ thiện này hết. Cho là đây là chỉ là gia đình bên nội của Ngọc thôi. Ngọc của người Ngọc rất là rõ ràng, cái nào có nói có, cái nào không nói không. Đó, bạn Linh qua về nè. Em chơi chay nè. Ngoại ơi, em chơi chay nè. Em chơi dây của mẹ em ơi. Em chơi dây của mẹ em ơi. Em chơi dây của mẹ em ơi. Em chơi của mẹ em ơi. Đó, chưa. Thấy mẹ nè là nó lại liền đó cô chú ơi. Thấy mẹ nè là nó lại liền đó cô chú ơi. Yeah. Chơi chay giờ chơi chay đói bụng rồi nè. Bây giờ chơi chay coi chú đi về nè. Đưa đây đem vô. Đó, chú đi về đó chơi chay thấy không? Ở chồng mình đang đứng dựa ngửa đây đâu biết làm gì đâu. Đông, yeah, don't know what to do right. So stand there holding the statue. Cho mẹ nó, chỉ có dặn cô coi gì không? Mẹ
chồng mình nó rất là thích cái con kỳ lân này. Rồi đi qua lấy tiền là cảm ơn bà nha. Bà nội là cũng vui như Ngọc vậy đó, Ngọc thì Ngọc là sao bà nội? Tập trung chuyên môn đi. Tập trung chuyên môn. Đây nè các bạn, thì mình cũng muốn giới thiệu với tất cả các bạn, thì đây là bác ba, là bác ba lớn trong nhà, ba mình là thứ tư, rồi chú Bình là thứ năm, còn đây là bác ba đó. Thì bác hai đã mất rồi, thì bây giờ trong gia đình là bác ba nè là người trụ cột, cho là người anh trưởng lớn nhất, là quyết định tất cả mọi thứ cho mọi người nè. Đây là bác ba, mấy bạn thấy chú Bình với bác ba giống nhau không? Rất là giống nhau không các bạn? Thì bác ba cũng ở gần nhà nội đây, bác ba là ở trên Bảo Chánh á, rất là gần nhà bà nội, có chuyện gì là bác ba chạy xuống liền ngay lập tức xử lý tất cả mọi thứ. Alo à, alo đi con, alo đi. Alo. Alo chị ơi. Alo chị chay cùng mẹ em ơi. Em như chay cùng mẹ. Thế nào? Em chơi chơi của mẹ em ơi, em chơi chơi cả, thấy đồ mới rồi phá nữa đã. Thấy đồ có phá nữa đó. Baby J, baby J. Chơi mẹ hát cho chơi ngủ sao chơi? Mẹ hát bản gì chơi? Chơi ơi. Vỗ tay bà cho ăn bánh đi. No baby, don't give it to her. Who are we giving this to? Thôi con tự cầm bình sữa uống cho cô chú coi coi. Con tự cầm bình sữa uống cho cô chú coi coi con. Nè, chơi với mẹ nè, chơi với mẹ nè. Chị ơi. Baby, can you come here so we all can be in the videos? Nè, chơi, nhìn vô đây, nhìn vô đây cho cô chú thấy, thấy bay cả nhà ba người nè. Cả nhà ba người của mình nè. Yeah. Con hôn mẹ miếng cho cô chú coi coi. Hôn mẹ miếng. Thôi hồi tối này, hồi tối thì biết làm gì nè. Chí Anh nè, chí Anh kiếm em kìa. Yeah. Làm gì mẹ? À, giờ biết làm vậy rồi. Hay lắm chứ bộ. Ở đây đang học hỏi nè. Đang là thiên tài mà. Chí Chay là thiên tài của mẹ đó. Chị Chay là tài sản vô giá của mẹ em đó. Phải không chị? Chị Chay là tài sản vô giá của mẹ đó. Rồi chị Chay tự cầm máy vlog nha. Tự cầm máy quay phim nha. Ai nói giờ cho 1 triệu đô, 10 triệu đô, 1 tỷ đô. Bao nhiêu tiền đổ một chay không bao giờ. No thank you. No thank you. Để em chay lại một món đi múc nước cho mẹ. Mốt mẹ bệnh cũng nấu được mẹ nồi cháo hả? Để em chay nè. Để em chay món mẹ đi, em hỏi nó dẫn mẹ đi. Ông ba. Nồi đi, bác ba nó hỏi em chay dẫn mẹ đi à. Mốt con lớn lên đi đâu con ai nói gì bà ngoại không hiểu, con dịch bà ngoại nghe chay. Đúng rồi đó. Con mốt đi đâu á? Con đâu dẫn bà ngoại đi đâu, cái hồi bà ngoại hỏi chay. Cô đó cô nói gì với chay là chay đó, rồi chay nói lại cho bà ngoại nghe. cười nhìn vô camera thấy nó cười. Trời sao con giật tùm lum vậy chay? Đây nè, để cho cô chú coi chay nè. Chay cũng nhờ lắm chứ bộ. Các bạn thì bữa nay là chỉ đi lên đây rồi thứ nhất là để cái điều đầu tiên là để chồng mình chào bà nội. Tại vì chồng mình là sau ngày nay nữa là ngày mai bắt đầu tụi mình đi Bali rồi, nên không có thể chào bà nội được chồng mình. Còn mình thì còn ở đây cả tháng nữa, khỏi lo, để cho mình về chơi với nội sau. Rồi thứ hai là để chào cô Nhung.
Cô Nhung là cô mình ở bên California, cô Nhung với chú Lũ với lại bé Ni. Là cô ruột của mình á, tại bởi mẹ mình có hai người ở Mỹ, thứ nhất là chú Bình, thứ hai là cô Nhung, thứ ba là có một thằng em họ. Thì đó ba người đó là ba người gần gũi mình nhất trong cuộc sống, tại vì bây giờ nếu mà có chuyện gì xảy ra bên Mỹ với mình thì đó là những người sẽ tới với mình đầu tiên. Đó. Thì để chồng mình với mình được chào cô Nhung với chú Lũ, tại cô Nhung với chú Lũ với bé Ni là về được 3 tuần rồi. Nên bây giờ bắt đầu mọi người sẽ ngày 15 này thì sẽ về Mỹ lại. Mà lúc đó thì mình cũng đang đi chuyến đi chơi du lịch của mình rồi nên mình sẽ không chào được. Đó là cái lý do thứ hai mà mình về. Còn cái lý do thứ ba thì cũng giống như là từ Sài Gòn đi về chơi. Rồi có cái hoạt động gì của gia đình đó thì quay chia sẻ cho tất cả mọi người. Đó, cái chay nó quậy lắm. Ui trời ơi nó quậy. Sao? Đó, cô chú thấy chay khóc nè. Ai dây dây. Ai dây dây. Các cô chú thấy dễ thương chưa? Gì đâu dễ thương. Quậy như giặc dạ, dễ thương. Đây em con chó con mà em muốn liền à. Nằm xuống nè. Nằm mới coi ảnh dưới ra. Anh xuống với mẹ sao? Anh xuống với mẹ sao? Đâu nó không dám thì coi nó rồi xuống đó. Còn ngoài giải tụt xuống sao? Ngoài giải tụt xuống sao? Giải như nè, đưa cái đít xuống trước, đưa cái đít xuống trước. giỏi quá, người giờ ngồi xuống nè. Thấy chưa, rồi bắt đầu lại phá máy tính nè. Đây nè, coi nè, coi lại phá máy tính nè. Thấy chưa, con nói mà đâu có sai cái chuyện gì đâu. Một khi mà mẹ chay đã nói thì không có sai cái gì hết. Bây giờ giờ phá máy tính của tôi, thấy tới mấy tôi mở máy tính lên là phá. Cười hả? Biết cái gì đâu nó. Hả? Con edit video cho mẹ đi.